Tối ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng, cùng 31 tuổi, trú tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Quá trình điều tra xác định, Đào Xuân Đỉnh làm nghề kinh doanh bán mặt hàng đá phong thủy. Đỉnh biết được có nhiều người có nhu cầu mua thông tin cá nhân, gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản tiết kiệm của khách hàng, thuộc ngành ngân hàng, điện lực, để sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Để có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, Đỉnh đã tạo các tài khoản để truy cập vào các trang web khách hàng.net, datacenter.com, datakhachhang.vn, từ đó tải khoảng 2 triệu dữ liệu thông tin cá nhân về máy tính, sau đó đỉnh lập một số tài khoản mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm trên facebook như mua bán khách hàng tiềm năng data chất lượng data chất lượng toàn quốc và đăng bài quảng cáo bán thông tin cá nhân khi tìm được người mua đỉnh sử dụng zalo gmail kết bạn nhắn tin thỏa thuận bán các loại dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của người mua từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, Đỉnh đã tìm kiếm tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân do các tổ chức cá nhân đang quản lý về máy tính của mình. Sau đó, Đỉnh cùng với Quảng đã bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân do một số tổ chức cá nhân thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu lợi được Đỉnh và Quảng thỏa thuận. Nếu người mua từ nguồn của Quảng sẽ chia mỗi người 50%, đối với nguồn khách hàng do đỉnh tự tìm kiếm và bán dữ liệu cá nhân thu lợi được thì đỉnh không chia cho quản hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật